Một lễ cưới truyền thống của người Ca Ho Sờ Rê vừa được tái hiện tại tổ dân phố Bồ Liên, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Những người được dự lễ cưới sẽ phần nào hiểu được đời sống tinh thần vật chất của một trong những cư dân sinh sống lâu đời trên vùng đất Nam Tây Nguyên. Theo truyền thống, người Ca Ho theo chế độ mẫu hệ, người con gái có vai trò quan trọng trong gia đình và sẽ là người chủ động trong hôn nhân. Điều kiện bắt buộc để tiến tới hôn nhân của người Ca Ho Sờ Rê là phải có người mai mối. Người này thường là cậu của gia đình cô gái và nhà gái sẽ tới đặt vấn đề bắt chàng trai về ở rể. Trước khi đi hỏi chồng cho cô gái, phía nhà gái phải chuẩn bị một vòng bằng bạc hoặc đồng. Từ ngày xưa đến giờ cũng đều nhau yêu nhớ ngày xưa. Rồi theo phong tục của nhà là quần áo này, về của nhà chiếc xây dây cơm này, rồi heo này, trâu này, rồi bộ đồ của dân tộc. Sau khi hai bên gia đình chấp thuận việc cưới xin, thì nhà gái sẽ đem lễ vật, đồ thách cưới do nhà trai đưa ra. Nếu gia đình nhà trai đồng ý gả con, chiếc vòng nhà gái đem theo sẽ được đeo vào cổ chàng trai. Điều này nhằm xác định chàng trai đã có chủ. Sau đó hai bên gia đình thống nhất ngày tổ chức đám cưới cho đôi bạn trẻ. Nhà trai gồm có ông Mai, cha mẹ chú rể và bà con. Khi đến trước nhà, mọi người sẽ lần lượt đụng vào con heo. Với hàm ý hôm nay các giàng và chúng tôi đã chứng kiến đám cưới của chàng trai và cô gái. Con heo này sau đó sẽ được làm thịt để mọi người cùng ăn. Phong tục của ông bà từ thời xa xưa rồi, nên là mình phải lưu giữ cái bản sắc đó của mình để mình truyền cho con cháu mình sau này. Nếu mà mình không lưu giữ cái bản sắc đó là sau này con cháu mình họ sẽ bị mất gốc đó. Mình phải lưu giữ lại. Để mà cái nét đẹp của người Ca Ho Sờ Rê mình có thể nó chưa đẹp đẹp từ thời xưa đến thời mãi mãi về sau. Việc bảo tồn văn hóa các dân tộc là một nhiệm vụ then chốt, trong đó có dân tộc Ca Ho. Chúng tôi đã chọn cái phục dựng tái hiện lễ cưới của người đồng bào dân tộc Ca Ho Sờ Rê tại tổ dân phố Bồ Liên để nhắc nhở các tầng lớp thanh niên rằng là chúng ta có một truyền thống văn hóa rất đẹp cần phải lưu giữ, đó là phong tục tập quán, đó là cái lễ cưới và cái nghi thức lễ là một điều rất linh thiêng trong cuộc đời của một con người mà các bạn nên biết và nên lưu giữ nó, phát triển trong cuộc sống hiện đại. Song phần nghi lễ là những điệu chiêng chúc mừng bên cạnh các bài múa hát của người Ca Ho. Trong nhiều trường hợp, gia đình nhà gái chưa có điều kiện để nộp đủ đồ thách cưới thì có thể cho nợ đến khi nào có thì trả. Hoặc chưa tổ chức được đám cưới thì có thể đợi đến khi có khả năng thì tổ chức. Nếu vẫn chưa được thì thế hệ con cái sau này sẽ tổ chức.